chào mọi người đến với sưởng gỗ một gia đình nha. Thì thường ở trên thị trường ấy, mọi người mua hàng đến 90% là hàng ở giá rẻ, hàng chợ, và đến 90% là trong một cái bộ đó sẽ có một món bị xé mặt. Vậy thì ai được xé mặt đó được giơ tay điểm danh ra mọi người. Thì mọi người có thể thấy là khi mà mọi người xé mặt ấy, thì đa phần ấy, là cái cửa hàng bên đó người ta chỉ có lên xong rồi người ta đắp lại, xong rồi lấy bình cưa đắp lại, xong rồi vẽ vân thôi. Còn nếu mà thay mặt ấy, thì bảo đảm với mọi người là chẳng ai thay mặt hết. Hoặc là nếu mà mọi người mua đúng ở xưởng sản xuất, ví dụ như giống như bên cửa hàng do xưởng nhà mộc đi, thì mọi người có thể thấy là bên mình sẽ lấy cái sản phẩm đó về, ví dụ như bị xé ở cái bàn thì bên mình sẽ lấy cái bàn xé ở cái bàn này đi đó. Đường nứt xé tẹt một đường vô trong đây, thì bên mình sẽ lấy cái bàn này về và bên mình sẽ thay mới cho mọi người luôn nha, thay mới luôn cho mọi người. Do vậy ấy, là cái giá thành, thứ nhất là mọi người có thể thấy là khi mọi người mua một cái bộ ghế mà giá rẻ thì tất nhiên là cái giá trị bảo hành ở trong đó hầu như là không có, không có luôn nha mọi người. Rụng tay chân ghế, xé mặt là coi như khi người ta bán qua tay một lần là xong rồi, người ta ăn của đấy là ngon rồi. Còn bên mình thì khác nha mọi người, bên mình thì những cái sản phẩm này hoàn toàn là mình bán, là mình bảo hành cho mọi người luôn nha. Làm tại sở sản xuất nên bên mình có thể mạnh miệng nói như vậy nha mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái mẫu nghê đỉnh nha mọi người. Mẫu này thì đang có giá là 59.800.000. Đục chạm con nghê rất là đẹp nha mọi người. Đục nghê này thì mới chỉ là nghê tầm chung thôi. Nhà mình có tới 3-4 mẫu nghê lận nha mọi người. Thì cái con này thì nó sẽ được đục bằng máy, sau đó sẽ sửa lại bằng tay một xíu. Đục bằng máy sau đó sẽ sửa lại bằng tay nha mọi người. Và nghê này thì rất là cao nha mọi người. Nghê này thì nó sẽ vào là 26 này. Và được đục chạm hai mặt nha, đục chạm hai mặt luôn. Tí mình sẽ cho mọi người xem cái mặt băng dài. Về phần cột ấy, mọi người sẽ thấy là tay cột, mọi người để ý kỹ nhá, tay cột 10-12 là sẽ đủ 12 phân luôn này. Đó, con nghê xuống dưới nó cũng đủ 12 phân này, mọi người thấy không? Và cái chân ở dưới đây nó cũng phải đủ 12 phân nha mọi người. Đó, làm hàng kỹ thì nó sẽ đều hơn như vậy hết. Và mọi người có thể thấy thêm là cái phần con nghê này. Đó, nghê này thì nó mắc tiền ở chỗ là con nghê này nữa nha mọi người. Con nghê này là nghê ở ngoài thị trường ấy thì nó sẽ là có nghê ghép, còn nghê bên nhà mình là nghê liền nguyên khối không ghép, tức là nguyên một cái khổ cây như vậy luôn nè mọi người. Đó, sẽ là liền nguyên khối không ghép nha mọi người. Và cái này sẽ được bằng máy CNC luôn, sau đó sẽ sửa lại bằng tay thì để cho nó có tạo chiều sâu và chịu nhấn nhé nha mọi người. Đó, đục hai mặt, mặt trong mặt ngoài là mọi người thấy đẹp không? Do vậy ấy, để mà mình chơi mà chơi được chơi nghê như vậy ấy, thì cái mặt ghế nó cũng phải rất là lớn nha mọi người. Mặt ghế này nó sẽ vào là 80 này, để cho mọi người xem này. Thấy không? 79,5 này, nhưng thực chất ra phải là 80 nha mọi người. Và tại sao mình phải chơi nghe phải xài mặt lớn như vậy? Đó, khi mọi người ngồi vào này, đó, mọi người thấy không? Mọi người khoanh chân này, đặc biệt là ngồi khoanh chân nha mọi người. Nếu mà mình làm những cái bộ ghế mà tầm 70 hay 75 á, thì khi mà khoanh chân vô mà có nghe thì nó sẽ như vậy, nó bóp lên như vậy là ngồi nó khó chịu lắm. Do vậy thật thì mình chơi nghe thì mình phải ngồi trải nghiệm là ngồi khoanh chân nữa được không? Nếu mà ngồi khoanh chân được ấy, là cái hàng đó là ok đấy mọi người. Ở đây cho mọi người xem qua thêm cái băng dài này. Hàng đúng chất cây hết nha mọi người. Đây cho mọi người xem mặt sau luôn này. Hàng này thì đục chạm hai mặt, đẹp không ạ? Thì mặt đằng trước sẽ chạm sâu hơn là mặt đằng sau. Mặt đằng sau thì nó chạm chỉ chạm vừa thôi, nó vừa thôi. Và đặc biệt hơn ấy, là các cái sản phẩm của bên nhà mình là hoàn toàn là xài mộng mẹo đầy đủ hết nha mọi người. Và là mộng sâu, làm rất là sâu nha. Mặt bàn, mặt ghế là chất cây là cây gỗ Ghana hay Neze loại 1 nha mọi người. Ở ngoài thị trường ấy thì mình có thể thấy thêm là nó sẽ có cây gỗ có đỏ Bechi nữa. Thì dòng đấy thì nó rẻ tiền hơn nha mọi người. Xin nhắc lại mọi người, dòng đấy thì nó rẻ hơn đó, nhưng nó cũng thuộc phân khúc gỗ. Còn bên mình thì hoàn toàn 100% không pha cây tẹp. 100% không pha cây tẹp và cây gỗ giá rẻ. Chơi là chơi đã thèm mất tiền thì mình có thể thấy là chơi hẳn hết là gỗ mất tiền luôn. Không pha bất kỳ một loại gỗ tẹp nha mọi người. Và giá của bộ này hiện tại đang có giá là 59.800.000 nha mọi người. Tựa thì nó sẽ chạm là tứ linh, long lân quy phụ.
Và cái chiều sâu của ghế, đây cho mọi người xem luôn này. Chiều sâu của ghế, ghế này nó sẽ sâu vào sâu 52 nè mọi người thấy không? Rất là sâu nha. Sâu 52 và nó lượn. Đó, mọi người để ý là nó lượn nha. Đó. Ghế bình thường ấy thì nó sẽ không lượn đâu. Đó. Còn ghế này thì mọi người thấy không? Nó lượn. Và cái mặt lượn với không lượn thì nó mất tiền hơn nhau rất là nhiều rồi nha. Đây cho mọi người xem một cái bộ, nếu mà bộ bình thường ở bên xưởng gỗ một gia đình đang bán ấy, thì bộ này đang có giá là 45.800.000 nha mọi người. Đó. Cũng chất cây 100% là gỗ đỏ Neze và Ghana luôn nha mọi người. Nhưng mà mọi người có thể thấy là thứ nhất ấy, là cái hàng này thì đa phần thiết kế thì nó sẽ là dạng thẳng như vậy này, mọi người thấy thẳng không? Và điểm thứ hai là cái tay ấy, khi mọi người để ý à, cái tay là tay trơn này. Đó, thiết kế tay trơn này mọi người thấy không? Do vậy cái mặt ghế nha mọi người, mặt ghế này nó sẽ không có lớn mọi người thấy không? Nó sẽ vào khoảng là 44 này, 74 xin lỗi mọi người, 74. Đó, còn bên kia nó lên tới 80 lận, mọi người có thể thấy là hơn nhau cái mặt 6 phân là rất là nhiều nha mọi người. Tại vì do là cái mặt nó quyết định tới 40% giá trị của sản phẩm. Mặt càng lớn thì nó càng giá trị. Và cái bộ này ấy thì giá thành mặc dù là giá nó mềm nhưng mà nó chất cây của nó vẫn là 100% cây Ghana và Neze nha. Đó. Tay trơn thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều nha mọi người. Còn tay nghe nguyên khối lên thì nó sẽ lên tiền rất là nhiều. Đó. Cho mọi người xem qua cái bàn này luôn này. Đó. Hoàn toàn là chơi 100%. Cây là cây không pha nha mọi người, hoàn toàn là cây cũng có đỏ Neze và Ghana hết nha mọi người. Chứ bình thường mình thấy ở ngoài thị trường ấy, hàng giá rẻ ấy, thì người ta sẽ pha rất là nhiều nha. Một bộ ghế tay 12 ở ngoài thị trường ấy thì mọi người có thể thấy là vào khoảng tầm 28 đến 32 hay 33 triệu à, rất là rẻ. Tại vì nhiều người ta nghe, ủa anh ơi bên kia nó bán có 32, 35 triệu à, mà sao bên đây anh khét tới 45 triệu là bộ rẻ nhất rồi đấy nhá. Và sở dĩ ấy, là hàng của bên nhà mình nó mắc ấy, làm nó đúng chất lượng nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy đây là một cái chân ghế này. Đó, làm những cái rãnh sâu mà mọi người thấy ngón tay của mình không ạ? Nhét vô ngón tay này, rất là sâu nha mọi người. Và các cái yếm này mọi người để ý à. Làm hàng ở ngoài thị trường ấy, thì những cái yếm này nó làm nó không có làm sâu làm to như vậy đâu ạ. Mọi người nhớ nha, người ta làm rất là nông, người ta làm nông và mỏng. Do vậy ấy, khi mà mình xài mỏng ấy, mọi người để ý nha. Tại sao mà cái hàng ở ngoài thị trường ấy, là cái gờ mỏng này, nó lại sát với cái mặt này? Thì sao vậy? Tại vì làm như vậy ấy, thì thứ nhất là sản phẩm nhìn nó bằng xuống là nhìn nó đẹp đúng không ạ? Nhưng mà thực chất ra làm như vậy ấy, là cái nó dễ bị bể cái này ra nha mọi người. Rất là dễ bị bể cái này ra. Và cái phần mỏng ấy thì nó rất là dễ bị trượt ra ngoài. Đó. Và ngoài thị trường người ta sẽ không làm mỏng mò to như vậy đâu. Do vậy người ta sẽ phải bắn một con vít, người ta câu một con vít ở dưới như vậy. Đó. Mình rắp mỏng vào đây. Người ta câu một con vít từ đây này, bắn vô đây, bắn hai con nha mọi người. Bắn đây hai con, làm thêm cái ke đây nữa, bắn thêm nữa. Để chi vậy? Để mình cố định cái chân này lại nha mọi người, cho nó khỏi bị rút. Thì mọi người có thể thấy là chữa cháy như vậy thấy cũng hay đấy. Nhưng mà cái hàng đấy chỉ là hàng chợ thôi mọi người. Mọi người xài một thời gian khoảng tầm 10 năm, 20 năm là ra đi thôi. Tại vì sao? Tại vì ghế nó cứ ẻo qua ẻo lại, ẻo qua ẻo lại. Thế khớp nó không có khớp với nhau ấy. Nên nó rất là yếu nha mọi người. Và đây là các cái mẫu hàng mình đang lên cho mọi người. Hàng mọi người đang mua là giá tại xưởng sản xuất đó. Do vậy mọi người có thể thấy là giá mà mình làm là rất là hợp lý nha. Và đặc biệt hơn là mình nói đi nói lại là không hề pha cây tạp nha mọi người. 100% xài cây Neze và Ghana. Rồi, cần tư vấn gì thêm thì mọi người có thể để lại bình luận bên dưới, hoặc là gọi trực tiếp cho xưởng gỗ một gia đình nha. Và nếu thấy clip của mình, bên mình giao hàng từ Huế đến Cà Mau luôn nha mọi người, miễn phí vận chuyển trong vòng 40 km. Và giao hàng tới không thấy rộng mô tả, cứ trả hàng hoàn toàn miễn phí. Rồi, nếu thấy clip của mình hay thì like cho mình một cái nhá. Cảm ơn và chào tất cả mọi người.